trước đây thì chị cũng sử dụng nhiều phương pháp trẻ hóa da rồi. Nói chung là không có hiệu quả. Tất cả các vết nhăn và những khóe mắt của mình vẫn còn. Ví dụ cái phương pháp mới này thì mình thấy cảm thấy là lúc điều trị thì không thấy đau và thoải mái. Sau khi điều trị thì cái da mặt của mình ấy nó căng lên và những cái rãnh này nó mất đi thì mình rất là vui và thoải mái. Ra mắt cuối năm 2016, Ultra Former thế hệ 3 được đánh giá là cải tiến vượt bậc trong lĩnh vực nâng cơ xóa nhăn, trẻ hóa da trên toàn thế giới, mang đến cho khách hàng khuôn mặt trẻ hơn 10 năm trước, chỉ sau 60 phút trị liệu mà không cần xâm lấn hay dao kéo, chính là ưu điểm vượt trội, khiến các chuyên gia da liễu đầu ngành dự đoán Ultra Former 3 sẽ trở thành xu thế làm đẹp hot nhất năm 2017. Ultra Former sử dụng những bước sóng siêu âm sâu và rộng để tác động trực tiếp toàn diện lên vùng da lão hóa, bỏ qua lớp thượng bì. Các bước sóng này sẽ ngay lập tức tác động vào lớp biểu bì và cơ nằm sâu dưới da với độ sâu từ 1,5 tới 4,5mm. Điều đặc biệt ở công nghệ này là sự linh động trong việc sử dụng các đầu tiếp với bước sóng khác nhau để tác động chính xác vào từng vấn đề ở các tầng da. Ở độ sâu 4,5mm, những tia sóng siêu âm sẽ tác động nhiệt một cách mạnh mẽ, thiêu đốt và hóa lỏng 100% các mô mỡ, làm săn chắc các chuỗi cơ, giúp khuôn mặt trở nên nhẹ nhàng, thon gọn. Ngay sau đó, ở độ sâu 1,5-3mm, Ultra Former tiếp tục sắp xếp và phục hồi các chuỗi collagen đã bị đứt gãy, kích thích collagen mới tăng sinh một cách mạnh mẽ, đồng thời tái cấu trúc các phân tử protein từ trong ra ngoài. Đó là lý do vì sao chỉ sau 60 phút trị liệu, chị Lê Bích Hiên đã cảm nhận sự lột xác hoàn toàn của khuôn mặt, toàn bộ vùng da và cơ mặt được nâng lên, cung trên mày cao hơn, bề mặt da săn chắc căng bóng, tất cả nếp nhăn ở trán, đôi mắt cũng được đánh bay, thậm chí rãnh sâu khi cười vùng má cũng được lấp đầy tới 90%. Đây là điều mà không có công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn nào có thể làm được. Chị rất thích cái công nghệ mới của nâng cơ của Korea. Vì hai lý do là một là không đau, trong thời gian điều trị là không đau. Thứ hai là cái cơ mặt của chị rõ ràng luôn. Cảm thấy là những cái nếp nhăn của chị biến mất hết, hoàn toàn luôn. Chị rất vui và hài lòng. Mới ra mắt trong thời gian ngắn, Ultra Former 3 đã trở thành cơn sốt làm đẹp trong ngành giải trí, giới doanh nhân, chính khách và thượng lưu Mỹ. Sở hữu khuôn mặt không tuổi, thách thức thời gian chỉ sau 60 phút trị liệu với Ultra Former. Liên hệ ngay hotline.